xin chào anh chị các bạn. Mình xem cảnh chỗ ở đang. Ếch này nuôi cũng hơn 2 tháng. Mô hình ếch cá dưới cá trà. Nên nó bơi lượn là cái tập hồng. Trời ơi, mấy con này nó giống như nó đói từ xưa giờ luôn. Trời ơi, hết cái hào là bao nhiêu con cá tra đó, chứ anh thả nhiêu con? Không biết nữa, ra vợ anh thả. Cái này này được năm chưa đó? Không tới năm, chắc 7-8 tháng rồi. 7 tháng bự vậy. Ủa, nhìn đã quá. Trời ơi. Mê quá. Lại kia anh rải nè. Đã xung quanh rất là mát. Con nào nó một lù nó tả cưng. Cá nó bù rồi rồi các bạn nè, các bạn thấy không, rất là nhiều. Ngày nãy anh đứng đây anh gãi cả. Video của Vũ về cái chia sẻ với anh ảnh về cho ếch ăn mô hình nuôi ếch cá của nông dân đây tới đây kết thúc. Cảm ơn các anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại những video sau.